Cháu đây ạ. Hà, mẹ cháu bảo cháu về ngay, nhà có khách. Vâng ạ, cháu biết rồi ạ. Cậu ngồi chờ một chút, Hà nhà tôi chắc sắp về đấy. Dạ vâng ạ. Mẹ ạ. Chào anh. Xin chào, chị là Hà phải không? Đúng rồi ạ, anh là... Tôi là Vinh, luật sư Nguyễn Quốc Vinh. Nghe nói mấy hôm trước chị có đến văn phòng tìm và muốn nhờ tôi hỗ trợ pháp lý, nhưng tôi kín lịch suốt cho nên vẫn chưa gặp được. Tôi sẽ cần phải nghiên cứu thêm. Nhưng về cơ bản, với những bằng chứng và nhân chứng phía cơ quan điều tra đang có, thì dù là tôi hay bất cứ đồng nghiệp nào đi chăng nữa cũng không đủ năng lực để giúp bố chị tráng án đâu. Cho nên đó là điều mà chị và bác cần phải xác định trước. Chúng tôi đã xác định tinh thần, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ nỗ lực để ông ấy chỉ phải chịu mức án thấp nhất. Hiện tại gia đình tôi cần phải làm gì ạ? Nó cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng đầu tiên bố chị cần phải thành khẩn khai báo và nỗ lực hợp tác. Vì suy cho cùng, bố chị cũng chỉ là một mắt xích trong vụ án này, cho nên thành khẩn sẽ là một lợi thế khi bào chữa trước tòa. Vụ của bố chị cứ tập hợp thông tin chứng cứ nếu có cho tôi. Bất cứ điều gì mà chị cho là có thể tác động được đến vụ án. Vâng ạ. Nhìn vào mặt tích cực, gia đình vẫn có thể hy vọng vì bố chị có nhân thân tốt, lại là người có nhiều đóng góp được công nhận trong ngành dược. Đồng nghiệp và giới chuyên môn cũng có nhiều tiếng nói ủng hộ. Hơn nữa, theo như thông tin hiện có, bố chị là bị ép phải hối lộ, cho nên chúng tôi sẽ tập trung khai thác ở khía cạnh này để giảm mức án xuống thấp nhất có thể. Vâng ạ. Tôi có một thắc mắc. Lần trước, tôi đã mang hồ sơ vụ của bố tôi đến văn phòng anh, nhưng mà bị văn phòng anh từ chối. Bây giờ, vì sao anh lại đổi ý ạ? Lúc đó tôi bận. Mà có lẽ chúng ta có duyên đấy. Với lại tôi cũng muốn thử xem có thể giúp gì được gia đình chị không. Chỉ đơn giản là như thế thôi ạ. Thôi, tôi xin phép nhé. Cảm ơn anh ạ.